5 năm qua 2019-2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tấn Tài đã tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả các phong trào cuộc vận động do các cấp phát động, qua đó góp phần xây dựng đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, đồng thời hướng tới việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân một cách tốt nhất. Với vai trò là cầu nối giữa đảng, nhà nước với nhân dân, thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tấn Tài đã chú trọng nâng cao hiệu quả tuyên truyền vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đổi mới nội dung phương thức hoạt động. Trong đó, Mặt trận Tổ quốc phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên, các ban ngành có liên quan, tập trung tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân, các đường lối chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước, kịp thời phối hợp tuyên truyền vận động đoàn viên hội viên, cán bộ mặt trận và nhân dân thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, phối hợp thành lập 7 tổ nhân dân tự quản về an ninh trật tự và phòng chống dịch bệnh COVID-19, đồng hành cùng chính quyền và các đoàn thể, tuyên truyền vận động nhân dân vùng dự án, đồng thuận chủ trương của đảng, bàn giao mặt bằng thi công đảm bảo tiến độ, góp phần xây dựng và phát triển thành phố Phan Rang Tháp Chàm trở thành thành phố thông minh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc. Trong nhiệm kỳ qua, khu phố 3 phường Tấn Tài đã xây dựng được 5 mô hình. Một là mô hình camera an ninh, hai là mô hình áo dài duyên dáng, ba là mô hình vùng giáo an toàn, bốn là xây dựng các cái điểm, các cái cụm, các cái tổ phòng cháy và chữa cháy, và cuối cùng là mô hình xây dựng tuyến đường Nguyễn Thượng Hiền sáng, xanh, sạch, đẹp, đô thị, văn minh. Thông qua 5 mô hình trên, các ban ngành đoàn thể đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, tuyệt đối trực tiếp của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể phối hợp cùng với linh mục và hội đồng giáo mục nhà thờ Tấn Tài trong những năm qua đã không ngừng vận động, giáo dục, tuyên truyền, thuyết phục nhân dân chấp hành nghiêm chỉnh mọi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, mọi chỉ thị và đời sống nhân dân cơ bản được đảm bảo. Mối quan hệ đoàn kết giữa đồng bào Công giáo và đồng bào không theo đạo Thiên Chúa giữ vững mối quan hệ đoàn kết thống nhất. Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc đã phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, điển hình như trong thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Hàng năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường triển khai cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh cho các tổ chức thành viên, ban công tác mặt trận các khu phố tổ chức triển khai thực hiện. Kết quả, đoàn thanh niên phường thực hiện mô hình thắp sáng đường quê với kinh phí 9 triệu đồng. Hội phụ nữ thực hiện mô hình câu lạc bộ duyên dáng áo dài vùng Công giáo hàng quý, giúp đỡ nguồn vốn cho các chị để ổn định kinh doanh sản xuất. Hàng tháng, mặt trận và các tổ chức đoàn thể tổ chức ra quân vệ sinh môi trường các tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh. Ngoài ra, đảm nhận dọn vệ sinh tuyến đường giả tượng. Ban công tác mặt trận khu phố 3, 4, 6, 7, 8 vận động lắp 16 bóng đèn năng lượng mặt trời tại các góc tối. Ban công tác mặt trận khu phố 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 vận động lắp 19 camera an ninh với số tiền trên 87 triệu đồng. Ban công tác mặt trận khu phố 1, 4, 6, 7, 8 vận động bê tông hóa các con hẻm và xây dựng sân mái che tại trụ sở khu phố với số tiền 55 triệu đồng. Cải tạo sân bóng chuyền tại khu phố 7 với số tiền 20 triệu đồng. Hàng năm, tỷ lệ hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa tăng khá, tỷ lệ khu dân cư đạt chuẩn khu dân cư văn hóa ngày càng nhiều, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm đáng kể. Trong nhiệm kỳ qua, đã phối hợp phát động 7 trên 7 khu phố văn hóa, xây dựng 7 quy ước cộng đồng dân cư đạt 100%, các khu phố đều đạt và giữ vững danh hiệu khu phố văn hóa, củng cố ban chỉ đạo cấp phường và 7 ban vận động ở khu phố, phường tiếp tục công nhận đạt chuẩn văn minh đô thị. Chương trình an sinh xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường được chú trọng. Từ năm 2021 đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường
đã xây dựng và duy trì mô hình hạt gạo yêu thương, giúp đỡ cho 6 hộ nghèo thoát nghèo bền vững, trao tặng 593 kg gạo cho hộ nghèo và 105 kg cho hộ cận nghèo và thoát nghèo với tổng số tiền 104.700.000 đồng, hỗ trợ công cụ lao động cho 4 hộ nghèo đã thoát nghèo bền vững với số tiền 39.790.000 đồng. Ngoài ra, các suất quà của các cấp và các doanh nghiệp mạnh thường quân trao cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn, người già bệnh tật, trẻ em mồ côi được trao tặng đúng đối tượng, công khai minh bạch, không có khiếu nại xảy ra. Ra trong đợt dịch COVID-19 bùng phát, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường phối hợp với các ban ngành đoàn thể phường đã vận động các nhà hảo tâm mạnh thường quân tặng quà cho hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn, các lực lượng tuyến đầu chống dịch với tổng kinh phí bằng tiền mặt trên 120 triệu đồng. Ngoài ra còn vận động các nhu yếu phẩm khác như rau củ quả các loại, sữa, nước khoáng, nhiều vật tư thiết bị y tế, hàng hóa, lương thực, thực phẩm, tổng giá trị trên 310 triệu đồng. Qua đó góp phần cùng chính quyền chung tay đẩy lùi đại dịch, đời sống nhân dân ngày càng cải thiện, kinh tế từng bước phục hồi và phát triển, khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được giữ vững. Công tác vận động quản lý sử dụng quỹ vì người nghèo, xây nhà đại đoàn kết được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường triển khai sâu rộng, góp phần quan trọng vào kết quả công tác giảm nghèo bền vững và an sinh xã hội. Trong nhiệm kỳ qua, đã vận động quỹ vì người nghèo trên 320 triệu đồng, đạt 102%, xây dựng mới 3 căn nhà đạt 60%, sửa chữa 5 căn nhà. Công tác an sinh xã hội ở địa phương được quan tâm, hệ thống mặt trận từ phường đến khu phố phối hợp với các ban ngành đoàn thể vận động và tặng trên 7.800 suất quà cho các đối tượng nghèo, cận nghèo, khó khăn, hộ chính sách, già, neo đơn với số tiền hơn 1,4 tỷ đồng. Trong 5 năm, mặt trận phường đã phối hợp với công an, các hội đoàn thể tổ chức trên 180 buổi họp dân để tuyên truyền phát động về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phòng chống tội phạm, thông tin tình hình an ninh trật tự, có trên 980 lượt người tham gia. Thông qua phát động đã xây dựng được các mô hình quần chúng tự quản, hoạt động có hiệu quả, điển hình như mô hình giáo xứ an toàn về an ninh trật tự tại khu phố 3 phường Tấn Tài thuộc giáo xứ Tấn Tài, các mô hình camera an ninh, mô hình tổ liên gia phòng cháy chữa cháy. Trong nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc phường đã chủ động phối hợp với Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Bầu cử phường tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức 21 cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố, phối hợp tổ chức các buổi tiếp xúc cử tri Hội đồng Nhân dân phường trước và sau kỳ họp, có 20 đợt tiếp xúc tại địa bàn khu phố, đã tổng hợp được 93 lượt ý kiến với hơn 1.350 lượt cử tri tham gia. Cơ bản các ý kiến kiến nghị của cử tri được chính quyền các cấp quan tâm giải quyết. Được sự hỗ trợ về chuyên môn của mặt trận thành phố, được sự chỉ đạo của đảng ủy, thì mặt trận phường cũng đã có nhiều cái thành tích trong nhiệm kỳ vừa qua. Điển hình như là một số cái nội dung, cái phong trào tại địa phương và đặc biệt là trong công tác phòng chống dịch cũng đã có cái vận động được doanh nghiệp, người dân hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn và giúp cho địa phương hoàn thành công tác an sinh xã hội. Và trong các cái phong trào như phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc cũng đã xây dựng được cái mô hình giáo xứ an toàn tại địa bàn của phố 3, tạo sự đồng thuận trong nhân dân và xây dựng nhiều cái mô hình tại địa bàn khu dân cư, và qua đó kết nối được nhiều doanh nghiệp để mà hỗ trợ cho cái đối tượng, đặc biệt là cái mô hình gạo yêu thương hàng tháng hỗ trợ cho người nghèo. Thì trong nhiệm kỳ vừa qua thì đã mặt trận cũng đã có nhiều cái cố gắng tích cực, đạt nhiều thành tích xuất sắc trong cái nhiệm vụ và được thành phố hàng năm là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của thành phố và cũng được khen thưởng nhiều năm. Thì trong nhiệm kỳ kế tiếp thì lãnh đảng ủy phường cũng là sẽ lãnh đạo cho mặt trận phường sẽ có nhiều cái đổi mới, và đặc biệt trong cái đại hội sắp tới cũng sẽ lãnh đạo chặt chẽ, thực hiện đúng kế hoạch đề ra và chuẩn bị tốt cái khâu nhân sự để mà đảm bảo trong cái đại hội được thành công tốt đẹp. Mặt trận Tổ quốc phường Tấn Tài 2019-2024, đánh giá của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố là đây là đơn vị đã triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào do Mặt trận Tổ quốc các cấp phát động, đã vào cuộc xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết lương giáo trên địa bàn, thắt chặt được cái mối quan hệ gắn bó giữa lương và giáo đối với cộng đồng những người tôn giáo trên địa bàn của phường Tấn Tài, đã phối hợp cho ra mắt được mô hình giáo xứ an toàn về trật tự. Đây là mô hình tạo cái sức lan tỏa
đảm bảo về an ninh chính trị, trật tự an toàn trên địa bàn của địa phương. Trong nhiệm kỳ 2019-2024, Mặt trận Tấn Tài đã triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào và được Mặt trận thành phố đánh giá hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của mình trong thời gian vừa qua. Công tác tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, công tác giám sát và phản biện xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ mặt trận được quan tâm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân được quan tâm. Ban thường trực mặt trận phường tổ chức ra mắt câu lạc bộ thân nhân kiều bào ở nước ngoài với 9 thành viên, đã hỗ trợ 17 suất quà cho hộ nghèo khó khăn với tổng số tiền 3.400.000 đồng. Phát huy truyền thống của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường nhiệm kỳ 2019-2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường xác định các cái mục tiêu và chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2024-2029 như sau. Thứ nhất là tuyên truyền vận động tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố, tăng cường, nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, mở rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Thứ hai là vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi các cái mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh tại địa phương. Thứ ba là thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhà nước, giám sát phòng chống tham nhũng tiêu cực và tham gia thực hiện xây dựng đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Thứ tư là mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân thế giới, góp phần mở rộng mối quan hệ đối ngoại của đảng và tăng cường ngoại giao của nhà nước và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Thứ năm là tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường quyết tâm thực hiện 9 chỉ tiêu nhiệm kỳ 2024-2029 đề ra. Ủy ban Mặt trận phường Tấn Tài và cùng với các tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân cùng chung tay đoàn kết thống nhất vượt qua những cái khó khăn thách thức để quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường khóa 13 nhiệm kỳ 2024-2029. Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, quản lý điều hành của chính quyền, tin tưởng rằng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tấn Tài cùng với các tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân ở địa phương chung sức chung lòng đoàn kết thống nhất vượt qua mọi khó khăn thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tấn Tài lần thứ 13, nhiệm kỳ 2024-2029, góp phần tăng cường mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương.